trở lại tiếp tục cập nhật một số sự kiện liên quan đến FBI và sự lạm dụng quyền lực đóng ngoặc mở ngoặc từ 2016 đến 2020-21 như thế nào. Vừa tuần rồi, các nhà lập pháp đến từ cả hai đảng, nên nhớ rằng là cả hai đảng, đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, kể cả luôn Chuck Todd ngày hôm nay cũng lên tuyên bố trong cái chương trình rất là cánh tả của họ là cần phải có một ủy ban Church. Church là ủy ban giống như cái họ Church trong quá khứ đó, để thành lập ra để điều tra thật sự cái lạm dụng như thế nào giữa cơ quan quyền lực, một là cơ quan điều tra FBI, còn hai là cơ quan CIA, là cơ quan tình báo. Tình báo điều tra giống như Đông Xưởng và Tây Xưởng ở tờ Nhà Minh của Trung Cộng. Không biết tôi so sánh như vậy quý vị có thấy hợp lý hay không. Kể cả luôn hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đang bày tỏ lo ngại sau một lệnh tòa án được mở niêm phong tiết lộ FBI đã lạm dụng những quy định giám sát gây tranh cãi để thu thập thông tin tình báo về công dân của Hoa Kỳ, trong đó có thông tin về những người bị tình nghi có liên quan đến vụ xâm nhập điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 của 2021 và các cuộc biểu tình ủng hộ cho George Floyd. Trong một bản ý kiến của tòa án được biên tập lại hoàn toàn với văn phòng giám đốc trình báo công bố vào ngày 19 tháng 5 tuần rồi, thẩm phán Radov Santrias thuộc tòa án giám sát tình báo ngoại quốc đã nêu ra những chi tiết của thông tin được thu thập không đúng những quy định. Trong bản kiến nghị 21 tháng 4 2022 của mình, ông thẩm phán lưu ý rằng FBI đã thường xuyên vi phạm tiêu chuẩn nghiêm ngặt của chính họ về sử dụng dữ liệu theo đạo luật giám sát tình báo FISA. Giám đốc tình báo cái vấn đề FISA này quý vị là cái vấn đề mà dưới thời của ông Trump họ đã lợi dụng như thế nào và để có thể renew lại cái đơn FISA để nghe lén cuộc campaign của ông Trump khi mà ông Trump là tổng thống vừa đắc cử. Họ biết được rằng là không có sự liên hệ nào giữa cuộc campaign của tổng thống Trump và nước Nga, lý do mà tại sao họ vẫn tiếp tục sử dụng nó và họ đã làm ma thuật như thế nào để tòa án quyết định vẫn tiếp tục cho cái FISA là cái đạo luật theo giám sát ngoại quốc đó, để nghe lén và tiếp tục nghe lén cuộc campaign của ông Trump liên quan đến rất nhiều nhân vật như là Michael Flynn chẳng hạn. Dữ liệu này cho thấy chứa một cuộc trao đổi điện tử và thông tin tình báo ngoại quốc khác. Nhà phân tích được tính danh được biên tập lại do nhạy cảm thực hiện 13 cuộc truy vấn và những người tình nghi có liên quan đến vụ xâm nhập điện Capitol. Vị thẩm phán này còn viện dẫn các trường hợp như là một ví dụ. Nhà phân tích này cho biết cô ta thực hiện truy vấn những vấn đề xác định những cá nhân đó có quan hệ ngoại quốc nào hay không. Cũng trình bày rằng cô ta đã điều tra hàng ngàn danh tính trong hệ thống FBI có liên quan đến cuộc điều tra xâm nhập điện Capitol. Không nhớ tại sao cô ta thực hiện 13 cuộc truy vấn dựa trên thông tin thô theo đạo luật của FISA. Qua vụ việc đó, cơ quan an ninh của quốc gia NSD của Bộ Tư pháp đã kết luận rằng những truy vấn này được thực hiện mà không có một cái niềm tin hợp lý nào. Vì việc truy vấn sẽ mang lại thông tin cụ thể và họ đã overuse những dữ liệu theo FISA một cách hợp pháp. Tổng cộng có 270.000 lượt tìm kiếm bất hợp pháp đã được xác định, bao gồm những cá nhân có liên quan đến cuộc biểu tình của George Floyd, những nạn nhân trong một sát nhân, thân nhân của họ, hơn 19.000 người tề trợ trong một cuộc chiến dịch trên cửa quốc hội và một số trong những người khác. Và đó là những tiết lộ chấn động của thẩm phán về vấn đề FBI lạm dụng quyền lực như thế nào. Và đó là bản tin ngắn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình những bản tin ngắn tiếp theo. Chào tạm biệt.